Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh hướng dẫn móc của Tấm. Ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người móc một mẫu móc mới. Với cái mẫu móc này, chúng ta sẽ có hình ảnh đại diện trên phần đại diện của video. Vào cái phần móc của chúng ta thì chúng ta sẽ chuẩn bị các cái phụ kiện như sau. Thứ nhất là về sợi, mọi người sẽ sử dụng sợi cốt tông. Do mẫu áo này là chúng ta sử dụng cho mùa hè, vì vậy chúng ta sẽ chọn sợi cốt tông cho nó nhẹ và mát. Với cái dòng sợi cốt tông hiện nay thì nó sẽ có size từ tầm khoảng 0,5 đến 1mm. Chúng ta sẽ sử dụng cái dòng sợi nó nhỏ thì áo nó sẽ nhỏ nhẹ hơn, áo nó sẽ nhẹ hơn. Và với cái phần sợi móc này chúng ta chỉ móc đến 1mm thôi, không móc với các cái dòng sợi to hơn nha. Và cũng không nên sử dụng len, vì cái mẫu áo này chúng ta mặc trong mùa hè thì chúng ta yêu cầu là có cái độ mát. Với cái dòng sợi 0,5mm thì mọi người sẽ sử dụng kim móc từ tầm khoảng 1 đến 1,25. Thì cái này do tay móc mọi người chọn size cho phù hợp. Thứ hai là dòng sợi tầm khoảng 0,8mm, mọi người có thể móc kim móc từ 1,25 đến 1,5. Dòng sợi 1mm thì mọi người có thể sử dụng kim móc 1,5 đến 1,75. Chúng ta sẽ lựa phần size kim cho nó phù hợp với tay móc của mỗi người. Với các bạn móc chặt tay thì chúng ta sẽ sử dụng kim móc lớn hơn. Còn nếu mà mọi người móc lỏng tay thì mọi người sẽ sử dụng kim móc nhỏ hơn. Vì thế khi mà chọn kim thì chúng ta sẽ có cái khoảng kim là ví dụ như là 1 đến 1,25 hoặc là 1,25 đến 1,5. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần móc áo nha. Ở đây thì chúng ta sẽ cần một vài cái số đo. Thứ nhất là số đo phần ngực áo này. Với cái số đo này mọi người sẽ lấy số đo vào ngực của mình. Thứ hai là số đo từ eo đến cầu vai. Cái phần đo từ eo đến cầu vai này chúng ta sẽ lấy số đo từ cái phần eo nhỏ nhất của mình đến phần cầu vai. Khi mà mọi người lấy cái số đo phần eo đến phần cầu vai á, thì nếu như mọi người muốn móc cái phần áo này y như cái phần mẫu bên trung á, thì chúng ta sẽ lấy cái số đo là từ phần eo nhỏ nhất đến cầu vai. Còn nếu như mọi người muốn móc với cái mẫu mà nó dài rộng kiểu free size giống như áo em mặc thì mọi người sẽ lấy số đo từ phần hông lên đến cầu vai. Tức là chúng ta sẽ lấy nó số đo của nó sẽ dài hơn một chút, tức là phần eo ở phía bên hông mà khi mà bình thường chúng ta hay mặc quần nó sẽ là cái phần chỗ phần cặp quần đó. Đó thì có hai cách lấy số đo từ phần eo đến cái cầu vai. Thứ ba là số đo từ eo đến phần chiếc nách. Cái phần số đo này thì mọi người sẽ lấy số đo của phần thứ hai, chúng ta trừ đi 17cm là chúng ta sẽ được số đo của cái phần thứ ba này. Về phần họa tiết của chúng ta ở đây, chúng ta sẽ có một cái chu kỳ họa tiết, nó sẽ nằm từ cái phần hàng móc thứ hai đến hàng móc thứ năm này. Đây là một chu kỳ. Các cái phần hàng móc tiếp theo 6, 7, 8, 9, 10 gì đó thì nó sẽ lặp lại là hàng móc thứ 2 sau đó đến hàng móc thứ 5 thôi. Tức là chúng ta sẽ chỉ móc chu kỳ như thế này là chúng ta sẽ được cái phần họa tiết. Hàng móc đầu tiên ở đây thì chúng ta thay vì móc là mũi bính thì chúng ta sẽ sử dụng cái cụm móc là 1 kép 3 bính 1 kép 3 bính. Đó thì nó sẽ có cái phần họa tiết như thế này. Giải thích một chút về cái phần họa tiết cũng là để cho mọi người có thể nhìn vào cái phần mẫu chat để chúng ta có thể móc các cái áo khác. Thứ nhất là hàng móc của chúng ta, hàng móc thứ hai này, hàng móc đầu tiên thì chúng nó chỉ là cái hàng bắt mũi. Hàng móc thứ hai thì chúng ta sẽ có cụm này 1 kép 1 bính 1 kép 1 kép 1 bính 1 kép. Đó, mọi người sẽ lặp lại đến khi kết thúc hàng móc. Hàng móc thứ ba chúng ta sẽ có là 3 kép trụm đầu và các cái cụm móc này nó sẽ cách nhau 3 mũi bính. Đó. Hàng móc thứ tư thì mọi người sẽ có là mũi bính, chúng ta sẽ móc ở trên cái phần cụm 3 kép trụm đầu và ở cái phần dây bính của chúng ta thì mỗi một cái dây 3 bính chúng ta sẽ có 3 mũi đơn. Hàng móc thứ năm thì mọi người sẽ nhìn thấy ở đây các cái mũi x em vẽ lớn. Đó là các cái mũi x nằm trên mũi bính của hàng móc thứ tư. Và cái hàng móc đơn thì bây giờ chúng ta vẫn lặp lại là cứ 3 mũi đơn thì chúng ta lặp lại là 3 mũi đơn. Và đây chúng ta sẽ có cái mũi trên dây bính. Sau đó đến hàng móc thứ 6, từ hàng móc thứ 6 nó sẽ lặp lại hàng móc thứ 2 và cái cụm 3 kép. Em sẽ có 1 kép, 1 bính, 1 kép nó sẽ nằm ở trên cái mũi đơn. Mũi đơn này. Mọi người có thể nhìn thấy nó sẽ phải thẳng hàng nhau như thế này. Cụm 3 kép, em sẽ có nhà cụm 1 kép, 1 bính, 1 kép này. 3 kép trụm đầu này, mũi bính này, mũi đơn này. Sau đó lại là 1 kép, 1 bính, 1 kép, 3 kép trụm đầu, 1 bính và 1 đơn nó sẽ nằm thẳng hàng như thế này. Đó là về các cái phần chuẩn bị để chúng ta móc áo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần móc áo của mình.
Đầu tiên thì mọi người sẽ tiến hành bắt mũi. Ở cái phần bắt mũi này là mọi người sẽ bắt mũi bằng cái số đo phần ngực áo. Bởi vì là cái áo này của chúng ta thì chúng ta sử dụng dây thắt eo này. Chúng ta sử dụng dây thắt eo. Vì thế nên là khi mà chúng ta móc thì chúng ta sẽ móc theo số đo phần ngực áo. Nó sẽ rộng, nó sẽ rộng này, mặc sẽ rộng rộng á, chứ không phải là cái móc cái phần áo ôm thân. Đầu tiên này, khi mà chúng ta bắt mũi thì mọi người sẽ bắt mũi như sau. Thay vì móc dây bính, mọi người sẽ móc đầu tiên là 4 mũi bính. 4 mũi bính này. Sau đó thì chúng ta sẽ móc một mũi kép vào cái mũi bính đầu tiên của cái dây 4 mũi bính đó. Ta sẽ được một cụm 3 bính, một kép đầu tiên. Tiếp theo thì mọi người sẽ lên 3 mũi bính này. Sau đó thì chúng ta sẽ móc vào một mũi kép. Cái mũi kép này nó sẽ móc vào cái phần chân mũi kép này và cái phần mũi bính thứ tư của cái hàng móc đầu tiên á. Kéo qua này, lặp lại này. 3 bính này. Một mũi đơn. Em sẽ nhà một mũi kép. Lặp lại này, 1 2 3. Kép này. Ở cái mũi móc, hàng móc này thì chúng ta sẽ tiến hành móc nối vòng. Tức là sau khi mà mọi người móc được cái phần dây bính này, nó có độ dài bằng cái phần số đo ngực áo của mình, thì chúng ta sẽ nối cái mũi móc cuối cùng này của mình vào cái chân mũi bính đầu tiên. Chân mũi bính đầu tiên của hàng móc để chúng ta nối vòng. Tuy là nối vòng, nhưng khi mà mọi người móc thì mọi người vẫn móc quay đầu nha. Nghĩa là đến cái điểm nối vòng thì chúng ta vẫn nối vòng bình thường. Sau đó thì chúng ta sẽ quay sang mặt trái để chúng ta móc hàng móc tiếp theo. Hàng móc thứ hai ở mặt trái, hàng móc thứ ba thì chúng ta lại móc sang mặt phải. Cứ như vậy mọi người sẽ lặp đi lặp lại, mọi người móc quay đầu. Tức là chúng ta sẽ móc có mặt trái mặt phải chứ không móc toàn bộ trên một mặt nha. Sau khi mọi người móc được cái phần tạo mũi ban đầu bằng cái số đo phần ngực áo thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần họa tiết này. Thì sau khi mà mọi người nối vòng rồi thì mọi người sẽ trượt mũi sang cái phần mũi kép giúp em. Lên một mũi bính này, sau đó thì trượt mũi sang cái mũi kép. Tiếp theo thì mọi người sẽ móc lên 3 mũi bính. 3 mũi bính. Sau đó thì mọi người sẽ móc sang cái mũi kép tiếp theo một cụm một kép. Một bính, một kép. Kép. Bính này. Một kép. Lặp lại cho tới khi chúng ta kết thúc hàng móc. Sau khi mọi người móc này, ở đây thì em chỉ móc đến cái cụm này thôi. Tuy nhiên là mọi người sẽ móc nối vòng. Thì cái phần kết hàng của mọi người, chúng ta sẽ quay lại cái cụm móc đầu tiên này. Mọi người sẽ móc tiếp vào một mũi kép nữa. Một mũi kép này. Sau đó thì mọi người sẽ móc vắt dây lên kim này. Và chúng ta sẽ móc vào cái mũi bính thứ ba của dây bính ban đầu á. Mọi người móc vào một mũi nửa kép. Đó. Sau đó thì mọi người tiếp tục, mọi người quay ngược sản phẩm lại. Lên 3 mũi bính này. Giữa nha, lên một mũi bính này và quay ngược lại móc hàng móc thứ hai. Ở đây chúng ta sẽ có là 3 bính, chúng ta móc cụm 3 kép chụm đầu. 3 bính này. Quay ngược lại, chúng ta sẽ móc ở mặt trái. Mọi người sẽ móc vào mũi kép chụm đầu. 3 kép chụm đầu như thế này. Đó, sau đó là 3 bính, 3 kép chụm đầu. Thì khi mà mọi người móc thì mọi người sẽ móc nối vòng nha. Ở đây thì em móc mẫu thì em chỉ móc theo cái hàng móc là móc thẳng thôi, móc một đoạn thôi. Họ cái cụm họa tiết của hàng móc thứ ba này, chúng ta sẽ có 3 kép chụm đầu. Sau đó là 3 mũi bính. Lại tiếp tục 3 kép chụm đầu.
chúng ta móc vào dây bính của lòng móc thứ hai, ba bính nhé, ba cái chụm đầu đó. Mọi người sẽ nạp lại cho tới khi chúng ta kết thúc hàng móc của cái họa tiết này. Đó, mọi người sẽ móc cho tới khi mọi người kết thúc cái hàng móc thứ hai với các cái cụm 3 tiếp chụm đầu và 30 bính. Đó là họa tiết của hàng móc thứ ba này. Tiếp theo sang cái hàng móc thứ tư, mọi người vẫn nối vòng và quay ngược sản phẩm lại để móc tiếp nha. Sang hàng móc thứ tư thì mọi người sẽ lên một mũi bính thôi. Và ở cái hàng móc thứ tư này của mọi người thì mọi người sẽ trượt mũi sang cái phần kết hàng của mọi người, là mọi người sẽ kết hàng ở cái phần ba kép chụm đầu. Tuy nhiên khi quay ngược lại thì mọi người sẽ trượt mũi sang cái dây ba bính, trượt mũi sang dây ba bính và mọi người sẽ móc vào ba mũi đơn, móc ba mũi đơn vào cái dây ba bính này. Sau khi trượt mũi sang thì mọi người lên một bính và móc mũi đơn, ba mũi đơn này, một bính này, ba mũi đơn này, một mũi bính này. Đó, mọi người tiếp tục nạp cái họa tiết này cho tới khi mọi người kết thúc hàng móc thứ tư. Kết hàng của mọi người này thì mọi người sẽ lên một mũi bính, sau đó thì mọi người trượt mũi vào cái mũi đơn đầu tiên của cái hàng móc thứ tư. Bây giờ tiếp theo này, chúng ta sẽ lên một mũi bính và móc cái hàng móc thứ năm. Hàng móc thứ năm thì mọi người sẽ bắt đầu móc vào cái dây mũi bính. Đó, chúng ta sẽ móc vào một mũi đơn. Sau đó thì mọi người các cái mũi móc khác này, mọi người sẽ móc vào ba mũi đơn. Ở cái dây bính chúng ta móc vào một mũi đơn. Đó, hàng móc này toàn bộ sẽ là mũi móc đơn, mọi người sẽ lặp lại cho tới khi mọi người kết thúc cái hàng móc thứ năm. Em quay vào buổi sáng nên là nó có loa phường á, hơi ồn một chút, mọi người thông cảm nha, vì em tranh thủ quay sau đó thì em phải đi làm. Vậy là chúng ta kết thúc 5 hàng móc này. Sau đó thì sang hàng móc thứ 6 thì mọi người tiếp tục trượt mũi vào cái mũi đơn đầu tiên á, kết hàng của mọi người vào cái mũi đơn ở trên cái dây ba kép trụ đầu rồi, cho nên là mọi người sẽ móc cụm đầu tiên một kép một bính một kép vào cái mũi đơn đó. Lặp lại này, móc vào mũi đơn ở trên cụm ba kép chụm đầu này. Đó, mọi người sẽ tiếp tục cái cụm móc này cho tới khi kết thúc hàng móc. Như vậy là mọi người đã kết thúc cái phần họa tiết cho cái phần một chu kỳ của họa tiết của chúng ta. Thì sau khi mà móc xong rồi, lặp lại cái hàng móc thứ 6 này thì mọi người sẽ lặp lại các cái hàng móc giống hàng móc thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Chúng ta sẽ móc cho tới khi mà chúng ta móc được cái số đo thứ hai, tức là số đo từ em sợ số đo thứ ba nha. Chúng ta sẽ móc đến khi mà đạt được cái số đo từ phần eo đến phần chiếc nách thì chúng ta sẽ dừng lại để chúng ta móc cái phần nách áo. Đó, đây là cái hàng móc thứ 6 này, bắt đầu từ đây thì chúng ta sẽ
tiến hành nạp lại. Hàng móc thứ 7 thì nạp lại hàng móc thứ 2, hàng móc thứ 8 thì nạp lại hàng móc thứ 3 và thứ 9 thì móc theo hàng móc thứ 5. Đó thì chúng ta sẽ lặp lại đến khi mà chúng ta được cái số đo từ cái phần eo lên đến cái phần chiết neck áo.